Chào mừng các bạn đến với bản tin chuyển nhượng ngày 12 tháng 8 trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Thị trường chuyển nhượng vẫn đang diễn ra vô cùng sôi động, rất nhiều những bom tấn đang chờ được các đội bóng lớn kích nổ. Bản tin vào lúc 10 giờ 30 mỗi sáng sẽ cung cấp cho các bạn những góc nhìn đa chiều, những diễn biến nóng hổi nhất của phiên chợ hè trong 24 giờ qua. Hãy cùng bắt đầu với những thương vụ chuẩn bị ký kết đã hoàn thành hay được công bố. Tiền vệ trẻ tài năng Harvey Elliott đã đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với Liverpool. Sao trẻ 19 tuổi được xem là một nhân tố quan trọng cho tương lai của lữ đoàn đỏ. Arsenal chính thức nói lời chia tay với trung vệ Pablo Mari, người sẽ chuyển tới cho AC Monza theo dạng cho mượn ở mùa giải tới. Trong hợp đồng mượn có điều khoản mua đứt trị giá 5 triệu euro sẽ được tự động kích hoạt nếu Monza trụ hạng tại Serie A vào năm sau. Tiền vệ Leandro Paredes đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Juventus, đội bóng thành Turin chỉ cần đàm phán về phí chuyển nhượng với Paris Saint-Germain trước khi đón tiền vệ người Argentina về sân Allianz. Bất chấp nhiều lời đồn đoán, trung vệ Nikola Milenkovic đã quyết định đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với Fiorentina có thời hạn tới năm 2027. Điều này gần như đã dập tắt hy vọng của những đội bóng theo đuổi anh trong suốt nhiều mùa giải vừa qua như Juventus hay AC Milan. Trung vệ 24 tuổi muốn tiếp tục ở lại Florence trong nhiều năm tới. Câu lạc bộ Torino chính thức thông báo có được chữ ký của tiền vệ Nikola Vlasic từ West Ham United theo một bản hợp đồng cho mượn trong một mùa giải, trong đó có điều khoản mua đứt trị giá 15 triệu euro. Tiền vệ Philip Kostic được ghi nhận đã đặt chân tới Turin trước khi hoàn tất những thủ tục cuối cùng để gia nhập Juventus. Anh chuyển tới từ Eintracht Frankfurt với giá 16 triệu euro. Theo Fabrizio Romano, Nottingham Forest sắp có được bản hợp đồng tiếp theo mang tên Remo Freuler từ Atalanta. Hai câu lạc bộ đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng trị giá 9 triệu euro. Tiền vệ người Thụy Sĩ cũng đã đồng ý đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với Forest. Anh sẽ sớm bay tới Anh để tiến hành thủ tục kiểm tra y tế. Theo tờ Telegraph, Man United đã đồng ý để hậu vệ trẻ Nathan Lear chuyển tới Queen Park Rangers theo dạng cho mượn ở mùa giải tới. Trong hợp đồng mượn không bao gồm điều khoản mua đất bởi Quỷ Đỏ muốn đón Lear về vào năm sau. Thương vụ chiêu mộ tiền vệ Adrian Rabiot của Man United đang bắt đầu tiến vào những giai đoạn then chốt. Theo nhà báo Fabrizio Romano, trong ngày hôm nay sẽ có một cuộc gặp giữa giám đốc bóng đá John Motec và bà Veronique Rabiot, người đại diện đồng thời là mẹ của tiền vệ người Pháp. Sếp lớn của Man United đã đích thân bay tới Turin để gặp gỡ đội ngũ đại diện của Rabiot. Cuộc gặp này sẽ bàn về những điều khoản cá nhân, trong đó quan trọng nhất là mức lương dành cho cầu thủ 27 tuổi. Trước đó, thì Quỷ Đỏ thành Manchester đã đạt được thỏa thuận trị giá 17 triệu euro với Juventus. Tuy nhiên, họ lại chưa nhận được tín hiệu bật đèn xanh từ Rabiot. Mẹ của tiền vệ này được cho là không hài lòng với điều khoản phía Man United đưa ra. Bà muốn con trai mình nhận mức đãi ngộ cao hơn 6 triệu euro một năm mà Rabiot đang nhận tại Juve. Một số nguồn tin tại Italia cho rằng thương vụ này có khả năng sẽ đổ bể. Bên cạnh việc chưa đạt được thỏa thuận về điều khoản cá nhân, Rabiot cũng được cho là muốn chuyển tới một đội bóng có vé tham dự Champions League. Tờ Gazzetta dello Sport thậm chí cho biết cầu thủ này sẵn sàng ở lại sân Allianz thêm một năm và ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm sau. Bằng cách này anh sẽ nhận được mức lương cao hơn cùng khoản tiền lót tay lớn hơn so với việc ký hợp đồng với Man United bây giờ. Đó là những lý do khiến cho ông John Motec phải ra mặt và tổ chức một cuộc gặp để thuyết phục bà Veronique Rabiot. Đội bóng thành Manchester vẫn đang tỏ ra rất quyết tâm trong việc chiêu mộ tuyển thủ người Pháp. Huấn luyện viên Erik ten Hag cũng đã gọi điện cho Rabiot hồi đầu tuần này để mời chào anh chuyển tới Old Trafford. Tờ L'Equipe của Pháp vừa đưa ra thông tin khá bất ngờ khi cho biết gã nhà giàu Paris Saint-Germain đang nhắm chiêu mộ tiền đạo Marc Ruffet của Manchester United. Đội bóng thủ đô Paris đang muốn tìm kiếm một cầu thủ tấn công mới, vì vậy họ đã để mắt đến Ruffet và đánh giá rất cao khả năng của tiền đạo này. Tờ Daily Mail cũng xác nhận thông tin này khi tiết lộ rằng Paris Saint-Germain đã quan tâm tới Ruffet từ hồi tháng 3. Những cuộc đàm phán đã diễn ra vài lần kể từ thời điểm đó. Hiện việc đàm phán cũng đã được mở lại bởi Paris Saint-Germain muốn dò hỏi về tình hình của ngôi sao 24 tuổi. Nguồn tin trên khẳng định Ruffet vẫn cảm thấy hạnh phúc tại Manchester United vào lúc này. Anh ưu tiên ở lại đội bóng đã đào tạo ra mình và đã khẳng định điều đó với bà lãnh đạo Quỷ Đỏ. Mặc dù vậy, việc số 10 ra đi không phải là không có khả năng. Marc Ruffet đang trải qua một trong những quãng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp khi phong độ nghèo nàn chứng kiến anh chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn thắng ở mùa giải trước. Với những màn trình diễn thiếu thuyết phục của mình, Ruffet chưa thể thuyết phục huấn luyện viên Erik ten Hag. Nhà cầm quân người Hà Lan từng bày tỏ mong muốn giữ chân cậu trò người Anh. Nhưng nếu Ruffet cứ tiếp tục thi đấu tệ như trận đấu với Brighton vừa qua, thì việc anh bật bãi khỏi Man United là một viễn cảnh không còn xa. Hiện Marc Ruffet còn một năm hợp đồng với Man United, nhưng Quỷ Đỏ có quyền kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm.
Vì vậy, đội chủ sân Old Trafford chưa cần phải bán ngay. Dù vậy, Paris Saint-Germain còn có nhiều mục tiêu khác trong tầm ngắm và họ không muốn mua Rashford với giá cao. Quyết định giữ hay bán sẽ thuộc về phía Man United. Dù sắp chiêu mộ hậu vệ trẻ Sergio Gomez từ Anderlecht, tuy nhiên Manchester City vẫn chưa muốn dừng công cuộc tìm kiếm hậu vệ trái mới. Thực tế, Sergio Gomez được coi là bản hợp đồng dành cho tương lai của City. Đội bóng này có thể xem xét gửi anh đi cho mượn tại Girona và tìm đưa về một cầu thủ đẳng cấp hơn để dự phòng cho João Cancelo. Theo tờ Sky Sports, hậu vệ Rafael Guerrero là cái tên mới nhất lọt vào tầm ngắm của The Citizen. Mặc dù thi đấu ở vị trí hậu vệ trái, nhưng Guerrero lại là một trong những mũi tấn công chủ lực của Borussia Dortmund trong nhiều mùa giải vừa qua. Anh đã có đến 34 bàn thắng cùng 37 đường kiến tạo sau 6 năm khoác áo đội bóng vùng Ruhr. Khả năng tấn công ấn tượng của hậu vệ người Bồ Đào Nha là một trong những điều khiến cho Man City cảm thấy rất thích thú. Hiện hậu vệ 28 tuổi chỉ có 1 năm hợp đồng với đội chủ sân Signal Iduna Park, vì vậy The Citizen hy vọng có thể chiêu mộ anh với giá rẻ. Một cái tên khác cũng nằm trong danh sách mục tiêu của những nhà đương kim vô địch nước Anh là hậu vệ trái Kieran Tierney của Arsenal. Tờ Telegraph đưa tin cầu thủ người Scotland được định giá ở mức 50 triệu bảng. Dù vậy, anh chàng này vẫn còn hợp đồng với pháo thủ cho tới năm 2026. Đội chủ sân Emirates cũng không hề có ý định bán nên sẽ rất khó để đội bóng nào có thể chiêu mộ được hậu vệ mang áo số 3. Nhưng cũng theo nguồn tin trên, Man City không còn quá mặn mà với Tierney do những chấn thương dai dẳng của hậu vệ này. Cũng theo tờ Telegraph, hậu vệ Renan Lodi của Atletico Madrid là một gương mặt khác đang được The Citizen nhắm tới. Nhà báo Fabrizio Romano xác nhận City đã quan tâm Lodi từ tháng 7, nhưng những cuộc đàm phán không có nhiều tiến triển. Đến lúc này thì thương vụ gần như đã dừng lại. Với rất nhiều mục tiêu được nhắm đến, Man City không hề giấu giếm ý định bổ sung thêm một cái tên chất lượng nơi hành lang cánh trái để san sẻ gánh nặng với João Cancelo. Ai sẽ là người thay thế cho bản hợp đồng hụt Marc Cucurella? Câu trả lời sẽ có trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng hè. Tiền vệ Yuri Tielemans của Leicester là một trong những mục tiêu mà Arsenal đã theo đuổi trong suốt mùa hè nhưng chưa thể chiêu mộ thành công. Khúc mắc nằm ở mức phí chuyển nhượng khi mà phía Leicester nhất quyết đòi nhận được 30-35 triệu bảng. Trong khi pháo thủ cho rằng đó là con số quá cao dành cho một cầu thủ chỉ có 1 năm hợp đồng. Cách biệt giữa hai bên chỉ khoảng 5 triệu bảng nhưng việc không ai chịu ai đã khiến thương vụ này kéo dài rất lâu. Theo nhà báo Ben Jacobs, viết đội bóng thành London sẵn sàng cù nhây, kéo dài thời gian bởi họ biết rằng Tielemans chỉ muốn tới Arsenal. Pháo thủ tin rằng họ là những người nằm cửa trên ở trên bàn đàm phán do Leicester cần phải bán sớm nếu không muốn mất trắng tiền vệ người Bỉ vào năm sau. Thời gian càng trôi về những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng thì điều đó lại càng gia tăng áp lực lên bầy cáo và thuận lợi cho việc ép giá của Arsenal. Mặc dù vậy, Leicester vẫn đang tỏ ra rất bình tĩnh và không có ý định nhượng bộ đối tác của mình. Theo tờ Football London, Arsenal đã tính đến phương án cuối cùng, đó là chấp nhận chờ thêm 1 năm để chiêu mộ Tielemans miễn phí vào năm sau khi cầu thủ này đáo hạn hợp đồng với Leicester. Tuy nhiên, pháo thủ hiểu rằng điều này cũng sẽ mở ra cơ hội cho những đội bóng khác và sự cạnh tranh chắc chắn sẽ tăng lên. Lợi thế của đội chủ sân Emirates đó là Tielemans yêu thích Arsenal và sẽ ưu tiên gia nhập đội bóng này. Yuri Tielemans là một trong những mục tiêu hàng đầu của hàng tiền vệ huấn luyện viên Mikel Arteta. Kế hoạch của họ là chiêu mộ tuyển thủ người Bỉ trong mùa hè này. Nhưng có thể kế hoạch đó sẽ được hoãn lại ít nhất 1 năm nếu như Leicester vẫn quyết tâm không chịu nhượng bộ trong những ngày còn lại của phiên chợ hè. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chuyển nhượng hàng ngày trên kênh Bình luận viên Anh Quân. Chúc các bạn có một ngày thật tràn đầy năng lượng. Hẹn gặp lại trong các bản tin chuyển nhượng kế tiếp. Đừng quên khung giờ 10:30 hàng ngày nhé.